Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ 5 rồi. Và đây là Gunny cầm hit. Bên phía đội bạn tôi thấy có một chơi son. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ đi đẻ. Ông này lại Katha, lại chém à? Vâng, như vậy là em tôi chém rồi. Còn anh tôi thì lại cung rồi. Nhưng mà em tôi nó cầm lạc đà thì tôi hơi xoắn. Nó cứ phải cầm chém hoặc cầm cung à. Tôi thích nhất là nó cầm cung. Tỉnh rồi đấy. Vâng, Katharian đến từ chim sẻ. Một bài mà gỗ 75 rất gần. Còn đây là ông thông tắc 7 phốt Gunny. À, như vậy là Gunny cầm hit đi với một bài mà hơi tù. Có heal, có rừng nhưng mà nói chung là không đồ đồ về thì đấy cũng là một bài hit đi lều tiều thôi. Không khung, không đồ lùa về, không ép sớm. Và lại phải đi xem quân đã. Bên phía đội bạn là cho son Katha. Bên mình là đẹp hơn hẳn. Nhưng mà về quân là đẹp hơn hẳn. Nhưng về bài thì đang tù. Rất tù theo thời gian. Do càng dò càng không thấy. Đây là chim sẻ. Bảy hiệu 5 con. Rồi thế như vậy là á hự rồi. Cắt dân ra ăn bầy hiêu rồi đã. Con voi kia đang câu đấy. Không này lại cũng đi nốt con voi thì thôi. Vâng, như vậy là con voi cũng đã nằm. Lùa tiếp bảy hiêu kia về với lại chiếc BS ăn gỗ đi. Một bài à, thế thì khung đấy. Mép này, bãi quả đây. Đóng BBBM cạnh bãi quả này, BA trên dốc. Vậy là đây là một bài khung dành cho Hitty. Nhưng nói chung là về đồ ăn thì rất tù. Cái thế nhà thì còn được. Nhưng còn cái đồ ăn thì là không chấp nhận được. Đời nào có cái loại mà ba thằng nằm trên mà hai đứa nằm dưới không? Cân làm sao nổi? Vâng, ba ông nằm trên, hai bà nằm dưới. Vâng, một bài hiêu kép rồi. Rất tù túng. Còn đây là chim sẻ đang ăn tranh với lại cho son. Bên phía đội bọn là cho son Katha. Bên mình là Katha Hitty. Hello,
Vâng, như vậy là kích đời. Mình vừa kích đời xong thì bên phía đối phương có một con giò chạy tới. Ken B đi. Rồi đấy. Bây giờ thì bãi quả phụ của mình bị phát hiện ra, thế mới đau. Ngựa giò màu 4 dường như là ngựa giò đầy đủ công giáp cho son của game thủ BB. Màn hình máy của game thủ chim sẻ Gunny thì sao? 25/32. Vâng, bãi quả ăn hoang thì thế nào? Như bài này vậy là bài này không có đất vẽ ruộng rồi. Gunny bài này là bài không có đất vẽ ruộng. Thôi làm tạm quanh ruộng ở cái bãi quả ăn hoang đi. Mà đây một bãi quả rất tù. Chim sẻ đang chết khá nhiều dần bởi game thủ BB. Tham lai bây giờ còn có 20. Như vậy là anh chết 4 dần rồi. Một nhà BP được thiết kế. Tham lai thời điểm hiện tại là 20. Bên phía đội bạn cho son có đích. Cho son có luôn cả nhà BA để công cung tê lên vào chim, vào bãi quả của chim sẻ. Bây giờ thì đóng một P nữa ở khu vực này được không? Nếu mà muốn đóng một P thì cần lại phải có 100 gỗ đến từ game thủ Gunny. Cần phải xin được 100 gỗ. Mà tôi không cần xin được. Bơm đồ, bơm lốt ít thực nẻ đấy cho Hitty để Hitty có thể nâng được cái bánh xe. Một P nữa, Ken B đi. 21/52. Còn đây là Gunny cầm Hitty. Một tình huống mà Gunny vẩy e cũng rất nhanh tay. Nhưng tôi nghĩ rằng bây giờ sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Bởi vì là có K của đối phương. Vâng, 1-0 ở trong xe đấu thứ 5. Hơi khó. Bài quân thì đẹp hơn nhưng mà bài thì là xấu hơn rất nhiều. Bên phía đội bạn thì lên sớm và thừa đồ. Nhưng bên mình thì không thấy đồ để ăn. Bên phía đội bạn thừa